Quang Linh Vlog bị một mỹ nhân phũ, xây dựng mối quan hệ yêu đương với mỹ nam đỉnh đám khác. Quang Linh Vlog tên đầy đủ Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Anh sở hữu kênh YouTube chính mang tên Quang Linh Vlog. Cuộc sống ở châu Phi hiện đang có hơn 3,7 triệu lượt đăng ký. Đồng thời, anh cũng có một kênh khác mang tên Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi với con số người theo dõi cũng lên tới 1,19 triệu lượt. Với kênh YouTube của mình, anh chia sẻ với khán giả về những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Từ đó, Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người. Có thể nói sức ảnh hưởng của Quang Linh là không hề nhỏ khi mọi bài đăng của anh đều thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, không thua kém nghệ sĩ nổi tiếng nào. Quang Linh được xem như hình mẫu lý tưởng của nhiều hội chị em bởi ngoại hình hiền lành, tính cách thân thiện và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt là có nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa, giúp đỡ cả người dân đất nước Angola lẫn bà con trong nước, được cộng đồng mạng đẩy thuyền với nhiều mỹ nhân Việt. Trước đó, anh chàng còn được ghép đôi với Hoa hậu Thùy Tiên sau nhiều lần cả hai cùng thực hiện nhiều dự án cộng đồng chung. Trước những tin đồn tình cảm, cả hai đều giữ thái độ im lặng. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Quang Linh Vlog đã được một hot girl Lào, Phoi Phai Linh Sivilay, nickname Chi Chi, công khai tỏ tình khiến nhiều người bàn luận sôi nổi. Cô nàng này đã đăng tải đoạn video trên trang cá nhân của mình và cho biết bản thân mê mệt Quang Linh Vlog và muốn được lo cho anh suốt đời. Chi Chi hứa sẽ chăm sóc cho Quang Linh cả đời sống sung sướng cùng nhau. Chưa hết, nữ hot girl xinh đẹp còn thừa nhận là fan cứng của Quang Linh trong 2 năm qua kể từ khi biết đến các video ý nghĩa của anh. Tuy nhiên, trên thực tế thì mỹ nhân này đã có một nửa của cuộc đời. Và tình cảm dành cho Quang Linh Vlog chỉ là sự ngưỡng mộ. Chi Chi SVL, tên thật Phoi Phai Linh Sivilay, có nickname là Chi Chi, sinh năm 1997 là một hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng, hoạt động chủ yếu tại thị trường Lào. Người đẹp được cư dân mạng biết đến khi có bố mẹ đều là người Việt Nam. Tên tiếng Việt của cô nàng là Nguyễn Mai Chi. Cô nói rành rọt 4 thứ tiếng Lào, Việt, Anh, Thái và tốt nghiệp ngành kinh tế thiết kế thời trang, trường Regent Test University London, Anh. Ngoài thành tích học tập ấn tượng, Chi Chi còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang hiện đại, thanh lịch. Cuộc sống sang chảnh của người đẹp gốc Việt khiến nhiều người phải ghen tị. Cô đi du lịch khắp nơi, check-in tại các địa điểm nổi tiếng, xài túi hiệu. Thậm chí, có người còn bắt gặp Chi Chi tại Việt Nam với thời trang giản dị khi đi ăn bún riêu cùng mẹ trên vỉa hè Hà Nội. Với lợi thế về hình thể cùng đôi chân dài thẳng tắp, người đẹp gốc Việt thường xuyên diện bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ khoe trọn đường cong cơ thể. Bước qua tuổi 26, phong cách ăn mặc của người đẹp ngày càng ăn mặc táo bạo hơn. Không những thế, Chi Chi khiến fan ngưỡng mộ vì có mối tình đẹp với bạn trai người Lào, Tum Chaleong. Hiện tại, Chi Chi đang tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và phát triển thương hiệu thời trang cá nhân tại thị trường Lào. Mạng xã hội của cô đã có hơn 500.000 người theo dõi.